Đức Thế Tôn có à, mười 10 hồng danh là gì? Arahant Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sugato Loke Vidu Anuttaro. Bodhisattva Dhamma Sattha Deva Mussana. Buddha Vakawa. À hán dịch á là gì? À, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trưởng phu, thiền nhân sư, Phật Thế Tôn thì cái hồng danh đầu tiên ứng cúng là a ra -hăng. a ra um, nếu như chúng ta đọc cho nó hán âm là a la hán cho nên đức thế tôn cũng là một vị a la hán nhưng ngài là a ra samma sambuddho tức là ngài là vị a la hán chánh đẳng giác nói như vậy để quý vị hiểu tất cả các vị Phật đều là một bậc A-la-hán. Và các vị Phật, chúng ta có ba vị Phật trong Phật giáo. Bút Thá có ba vị. Thứ nhất là sa Quát cá bút Thá, tức là Phật Thinh Văn Giác. Thứ hai, Bắc Chê Cá Bút Thá, tức là Phật Độc Giác và cái thứ ba là Samma Samutha, là Phật chánh đẳng giác nhớ dùm, trong Phật giáo chúng ta có ba vị Phật chứ không phải là uh, chúng ta chỉ có uh, nghĩ là vị chánh đẳng giác thì mới là Phật còn các vị khi không phải Phật thì không phải như vậy ừ, tại vì tên ngay cả cái tên gọi của các ngài đó là Thinh Văn nếu mà chúng ta đọc đúng gọi là Phật Thinh Văn hoặc là thinh văn giác nó. xa quá các bức thạch tại sao sư đánh một cái dòng nó lớn như vậy là bởi vì sư muốn nhắc nhở quý vị khi chúng ta học phật nên tránh suy nghĩ coi thường một vị thánh dù chỉ là thoáng qua trong tâm sư biết trong phật giáo hiện tại hiện đại ngày nay chúng ta có nhiều trường phái và chúng ta tôn trọng tất cả các trường phái đó. Tuy nhiên, nhớ dùm. Nên tránh suy nghĩ, coi thường bất kỳ vị thánh nào, dù chỉ thoáng qua trong tâm. Bởi vì sao? Bởi vì cái suy nghĩ mà coi thường một vị thánh, nếu như chúng ta không đọa ác đạo, tức là không vì suy nghĩ đó mà chúng ta đi địa ngục ngào quỷ súc sanh Atula thì đó cũng là chướng ngại rất lớn đến thánh quả của chúng ta. Khi mà một vị A-la-hán 7 tuổi được các cái vị tỳ kheo do quý vị biết mà một vị sa di 7 tuổi đặc biệt là ngài rất là dễ thương thành ra là các sư lớn có cái trò là ôm vị sa di này đó tung hứng ở trên không tức là tung vị sa di này quăng qua bên sư kia rồi sư kia chụp rồi quăng qua bên sư nọ rồi sư nọ chụp đức thế tôn khi thấy cái này ngài mới suy nghĩ là những người này nè đang đùa với một con rắn tức là bản thân vị sa di a la hán này không có làm hại gì những vị tỳ kheo nhưng cái thái độ coi thường của các vị tỳ kheo đối với vị sa di này sẽ làm ảnh hưởng làm chướng ngại đối với chính vị này. Mà nếu như không có thái độ tương xứng với một vị thánh thì những vị tỳ kheo này sẽ gặp chướng ngại rất lớn trên con đường chứng đắc đạo quả của mình. Thành ra, nếu như mà quý vị có cái hướng đi đến sự chứng đắc đạo quả thì khi trong quá trình học Phật dù bất kỳ một cái tông phái nào, bất kỳ một cái khuynh hướng tu tập nào, tránh dùm sư tối đa cái suy nghĩ coi thường bất kỳ một vị thánh nào. Bồ Tát của chúng ta, đó. khi Ngài xuất gia hành khổ hành, Ngài hành 6 năm, quý vị có biết là lẽ ra đó, với cái phước của Ngài và với cái trí của Ngài với cái thông lệ ba đời chư Phật mười phương, Ngài chỉ cần thực hành khổ hạnh bảy ngày thôi là đủ rồi. Nhưng mà đó, tại sao Ngài thực hành khổ hạnh sáu năm? Là bởi vì năm xưa đó, vì cái chuyện là coi thường một vị thánh, cho nên Ngài buông lời xúc phạm. Chính bởi vì như vậy đó, sau khi đi hết các cõi đọa vào cái kiếp cuối cùng ngài chuẩn bị thành phật rồi đó mà cái kiếp ngã mạng năm xưa cái nghiệp ngã mạng năm xưa lẽ ra ngài chỉ thực hành khổ hạnh 7 ngày thôi mà ngài phải thực hành khổ hạnh tới 6 năm mà chính bởi vì ngài thực hành khổ hạnh 6 năm nó là duyên để cho ngài bị kiết lỵ vào lúc ngài nhập niết bàn thành ra cẩn thận nha